Kangaroo. Chào anh Nguyễn Khảo. Chào con tên là gì? Con tên... Thấy con cầm dùi trống là con là biết là con đánh trống đúng không? Chú Bằng Kiều hỏi khó con quá. Không lẽ giờ cầm dùi trống đi quấn lộn. Nguyễn Trọng Nhân mấy tuổi rồi? Dạ con 8 tuổi rồi. Con 8 tuổi à? Con học trống bao nhiêu lâu rồi? Dạ con học trống được 4 năm rồi. 4 năm rồi? Khe nhẹ cho anh nể chơi thôi được không? Thế là đánh từ 4 tuổi à? Đấy, khe nhẹ vậy thôi. Tự tin chưa? Dạ rồi. Có ăn cái gì chưa? Dạ rồi. Rồi phải không? Có sức rồi đúng không? Tự tin chưa? Dạ rồi. Tự tin chưa? Dạ rồi. Tự tin chưa? Dạ rồi. Có ăn cái gì chưa? Wake me up! Wake me up inside! Can't wake up! Wake me up inside! Save me! Dạ. Trời.